Có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn từ tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. Có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ, buồn. Sao vậy? Dạ, còn em thì đêm tiền sặc máu luôn ạ. Đêm tiền sặc máu luôn ạ. Đêm tiền sặc máu luôn. Nhiều khi bực mình cãi lộn quýnh luôn à. Rồi, em quýnh chồng miết rồi. Em quýnh chồng miết rồi. Em quýnh chồng miết à? Dạ. Không quýnh rồi, rồi mời đi chồng. Mời đi chồng. Ê, ngồi đây. Rồi, xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Rồi. Xin chào chú Thuận. Chào chị Hồng Vân. Rồi, em mời em thôi. Em cứ ngồi cứ thoải mái. Rồi. Sao em tên gì? Tên Mai Văn Trung. Vừa quán em ở Bình Định. Tại giờ tài xế xe. Em là tài xế xe. Nhiêu tuổi rồi Trung? 29 tuổi. 29 tuổi. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Thị Kim Quy. Hôm nay em 21 tuổi, quê Bình Định luôn ạ. Kim Huy hả? Dạ. Là lấy chồng được mấy năm rồi? Dạ, mới lấy chồng được 7 tháng. 7 tháng. Công việc của Huy là gì? Dạ, hiện tại là làm công nhân của dược, công ty dược. Công ty dược. Dạ. Và hai đứa quen nhau sao ta? Dạ. Lần đầu tiên là hẹn hò như thế nào? Đó nữa, đây anh tài xế. Này. Tài xế. Tài xế chắc là đi lại đến công ty dược để mà lấy thuốc. Lấy thuốc, rồi giờ gặp một cô bé giao thuốc thấy dễ thương quá cua luôn. Đúng không? Có là Mai. Là Mai. Là Mai. Câu chuyện là Mai sao nè? Chị ở nhà với kêu em lấy vợ ơi, chưa muốn. Mình cố gắng kia này, thôi chị đi ra rồi đó. Phía vợ để dẫn vô nhà mình nhé. Được. Vậy đó hả? Có nghĩa là em chưa muốn lấy vợ nhưng mà bà chị bà dắt em đến gặp bé này là em mê liền. Đúng không? Được. Chứ sao được quá được luôn á. Lúc đó cô ấy như thế nào ta? Nhìn mình ở trong nhà cứ lên xuống thì bực mình. lên xuống làm gì? Hả Quy? Lên xuống làm gì? Tại cũng muốn coi thử con trai như thế nào. Rồi em thấy sao? Để gia đình là thuộc dạng gia đình truyền thống của Hữu, cho nên là không dám nhìn chính diện, chỉ là đi lên nhìn kén tí mà cũng không nhìn rõ được. Chừng sau rồi anh đi ra ngồi anh thì con nhìn thấy bóng lưng của anh ấy. Anh từ đầu tiên á là một bờ mông rất là to. Bờ mông rất là to. À, thấy cái mông to à? Nhìn dạ. Vào một cái vòng bao rất là khủng đúng không? Dạ, rất là thích cái mông to. À, vậy đó hả? Dạ, là cái gu của em là như vậy. Dạ, khói. Dạ. Không có nhìn mặt luôn. Không nhìn mặt, chỉ ấn tượng là tại cái vì... bờ mông với tấm lưng là. Đó, tại vì liếc mà đâu có đứng dám nhìn trực diện. Em có thể đứng lên cho anh coi thôi. Xây một vòng cho anh coi. Xây ra dán cáo lên cao xíu cái nè. Rồi quay ra đây coi, quay qua đấy, quay lại. Giờ teo rồi. Rồi teo rồi, thôi ngồi xuống đi. Trời ơi, trăm bảy tháng trăm con ta sao mà để ta teo cái vòng ba vậy. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó là về rồi ra đêm show, ra tiếp. Ra tiếp nữa. Ủa là sao là sao? Em nói chậm thôi. Tức là đi show ra tiếp. Đi về nhà nhưng mà hôm sau trở vô lại. Trở vô lại tiếp nữa. Rồi sau đó là ngày nào cũng vô không? Ngày nào cũng qua luôn ạ. Ngày nào cũng qua luôn. Nhưng mà sau đó thì cô ấy còn đi lên xuống không là sáng vô nói chuyện mình luôn. Đô đi Ufer. Xin ba mẹ đi Ufer. À, cái gì? Là con nghĩa đó. Uống cà phê. Đi uống cà phê. Dạ. Cứ qua nhà là rủ uống cà phê rồi đi. Uống cà phê. Uống cà phê. Rồi. Lúc đó em mới nhìn rõ cái gương mặt của anh đúng không? Dạ cũng hay sao? Thấy mũi cao với mũi cười với nụ cười rất là ấm áp. Nhưng mà đi tới mấy giờ về? Ba mẹ chỉ cho tối 9 giờ là về được. Vậy hả? Vậy là quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ khoảng 20 ngày là đính hôn ạ. Gần tháng à? Gần tháng luôn. Dạ, gần tháng. Là đã đính hôn rồi. Dạ. Gần tháng. Con nghĩ là khoái quá rồi đúng không? Khoái quá luôn. Dạ, khoái quá. Rồi đúng là đi mua nhẫn cầu hôn luôn hay sao? Dạ chưa được cầu hôn ạ. Còn có viết thư tỏ tình hay là nhắn tin tỏ tình gì không? Dạ không luôn ạ. Cả hai đứa là từ lúc quen tới ngày cưới là không bao giờ tỏ tình gì hết. Chưa bao giờ nhắn tin nói là. Dạ không ạ. Chồng cũng không có xuyên mà cầm điện thoại nhiều với lại là không thích nhắn tin, thích gặp mặt. Gặp thực tối vậy nên hay không? Gặp trực tiếp hay không? Nhưng mà rồi lúc đi về là có điện thoại. Có hả? Rồi nấu cháo điện thoại không? Có nấu cháo điện thoại không? Cua con bé này là hết nhiêu tiền điện thoại nói chị nghe coi. Chầm mấy? Chầm mấy thôi hả? Gì bèo vậy? Chắc là sai. Đi ra mà. Giờ cho xong rồi tối gì đó là được. Là ngày nào vậy? Có Zalo mới lô là gặp mặt. Ờ.
gọi điện Zalo gặp mặt luôn. Dạ. Em ơi đang làm gì đó, ở đâu vậy? Em ơi ngủ chưa? Có chứ, có điện. Đúng không, đúng không? Mới lâu mới ngủ luôn. Ồ vậy đó. Mới chừng nào mình nói chuyện xong ngủ luôn. Là mỗi lần anh gọi là dễ buồn ngủ lắm. Mà không gọi là khó ngủ lắm á. Ngủ nhớ đúng không? Nhưng mà gọi điện là để cho ngủ đó, hiểu? Gọi điện là ngủ à? Có khoảng 3 phút là ngủ. Coi như 20 ngày chịu hết nổi, tôi đăng ký kết hôn cho rồi đi, đúng không? 20 ngày là đính hôn. Đính hôn. Rồi khoảng 1 tháng sau là đám cưới ạ. Có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn từ tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. À, có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ, buồn. Sao vậy? Tại vì đám cưới ngày hôm đó là rất là vui. Ảnh mừng quá, không có kiểm soát được cảm xúc của mình nên là uống hơi quá chén. À, uống nhiều quá đúng không? Dạ. Đến tối 8-9 giờ ảnh mới dậy. Thì sau đó là uống tiếp và ngủ tới trưa luôn ạ. Không có dậy nổi, không làm ăn gì được hết. Dạ. Còn em thì đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn. Mấy hôm sau mới có đêm tân hôn? Qua hôm sau không? Và đêm sau. Và đêm sau. Nhưng mà sao chú? Thấy đêm tân hôn giá trị không? Dạ. À, rồi bây giờ là cái như ổng với nhau được 7 tháng rồi. Dạ. Rồi có tật xấu gì không? Khui đi em. Nhờ chàng nói trước. Bé vợ có dữ không? Nóng tính đó. Nóng tính phải không? Nóng tính. Gọi gì nữa nè? Bờ bụng. Rồi mỗi lần nóng tính thì biểu hiện như thế nào? Trọng mắt lên. Trọng mắt lên. Gương. Gương hết sợ. Nhìn cái là sợ liền. Sợ. Sợ nó lái lại đi cho chút mình về lại. Ra ngoài chút rồi mình về. Nóng tính rồi. Ừ. Chứ mình đầu đó nóng nóng nữa là nó đổ vỡ. Đổ vỡ nhưng mà có đập đồ không? Có bao giờ nóng mà đập đồ chưa? Chưa. Chưa phải không? Dạ. Vậy là bừa bộn nè. Bừa cỡ nào? Làm cái kia không cắt mà đi làm cái khác nữa. Rồi em đem cắt. Cái này chưa cắt thì đã là dục cái khác rồi. Có mê điện thoại, mê game hay là mê phim? Điện thoại 24/24. 24/24 cầm suốt luôn. Cầm luôn. Nhưng mà cầm là chơi game hay là Facebook hay là công việc? Dạ, coi Facebook rồi này, TikTok này nọ thôi ạ. À vậy đó hả? Dạ. Mê làm chuyện kia bán thoại làm cứ vừa làm rồi vừa coi. Vậy đó hả? Cô không biết làm gì ở nhà cho là buồn, cầm điện thoại luôn ạ. Vậy đó. Ủa nhưng mà giờ em có đi làm gì không? Hồi trước là không có đi làm ở nhà. Tại tính là đỡ qua Tết rồi kiếm việc làm. Nhưng mà ở nhà buồn quá rồi đi làm. Dạ. Rồi giờ tới em đó. Ảnh tật xấu gì? Tật xấu đầu tiên đó là sáng nào cũng uống cà phê. Ủa cái đó được mà? Dạ không được. Dạ không được. Tại vì uống cà phê nhiều quá là không tốt cho sức khỏe của mình. Đâu có, một ngày uống 2 ly được. Ôi anh là uống có 1 ly. Anh là tốt nha. Thiệt. Anh là một ngày là không có cà phê là anh chịu không nổi á. Nè, uống cà phê, ví dụ nè, nếu mà để muốn tốt thực sự á, là một ngày uống cà phê không đường. Dạ. 1-2-3 ly cũng đều em được. Uống một bao sữa. Nhưng mà nếu uống cà phê sữa thì một ngày 1 ly. Mà buổi sáng là rất tốt. Rõ gì nữa nè. Sao nữa nè? Tật xấu thứ hai đó là quét sạch sẽ đi. Đến cọng tóc của em nó rụng, anh cũng quét lát chậu quét. Mà hay gươm lắm. Cô quyết là gườm. Cái gườm thì xấu nhưng mà cái sạch sẽ là tốt nha. Dạ. Tật xấu thứ ba đó là hay càm ràm, nói nhiều với lại là hay cắt ngang lời người khác nói. Mỗi lần mà em muốn nói cái gì đó anh hay cắt ngang và khiến cho vợ chồng bực mình. Dạ. Rồi. Thì đang nói mẹ em chiên vậy, em chiên vô nói nghĩa là nói nhảy chưa vô trong họng á. Nói chưa hết ý. Nhảy vô trong họng á là chồng á. Nhiều khi bực mình cãi lộn quấn luôn à. Rồi, em quấn chồng miết à. Em quấn chồng miết à. Em quấn chồng miết à. Dạ. Không quấn nữa, đã mời đi chơi. Thôi đi chơi. Ở nhà ngọc mình. Rồi giờ hỏi nè, có vợ ảnh đó nghe, có ghen không? Vợ trẻ đẹp quá mà. Nhiều lúc mà gọi điện cho bạn á thì anh nói chuyện với ai à? Thằng nào? Gươm nữa. Rồi anh ghen hả? Anh ghen hả? Không có, không có, không có. Ghen mà chối. Dạ. Rồi ghen không có. Mấy hôm nay là cứ nhắn tin cho người bên chương trình á. Thì anh nói, thằng nào à? Thằng nào? Thằng nào? Mà hỏi, ủa, ghen hả? Anh cứ trở qua chuyện. Dạ. Rồi còn tật xấu gì nữa không nè? Tật xấu đó là hay thả bom ạ.
bông thì cũng đâu đường có ruột xấu tốt đâu. Đường ruột tốt mà tiêu hóa tốt. Một chị cứ tưởng tượng đang ăn cơm thế này, ăn cơm ngon miệng vậy, chóng mông lên. Chà, Liên Thanh luôn hả? Rồi bây giờ em mong muốn xã thay đổi điều gì? Ông sẽ bớt nói chen ngang, bớt cái tính đó. Với lại là trưởng thành hơn chút. Tại vì 30 tuổi đầu rồi, nhưng mà nhiều khi em tưởng như con của mình. Vậy đó hả? Uống chân lắm hả? Dạ, tối ngủ là chồng cứ gác tay lưng vai mình, vai vợ. Cho nên phải gối đầu tay vợ mới ngủ được. Dạ. Mà bây giờ nếu mà ngủ mà không có chồng là ngủ không được. Em á hả? Dạ. Bây giờ quen luôn rồi. Quen rồi. Rồi mai mốt bên kia là đứa nhỏ, còn bên này là ông chồng là hai tay. Dạ. Cái chàng. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Vợ gì rồi bớt chơi game. Bớt chơi game. Bớt nó việc nha. Lo việc nhà. Bây giờ hai chồng á chưa có con đúng không? Dạ, đang có em bé ạ. À, được gần 3 tháng. Dạ. Mà 3 tháng hả? Dạ gần 3 tháng ạ. Vậy hả? Tại vì cái mắt mình mà giờ ấy điện thoại nhiều quá là nguy hiểm lắm. Dạ. Bây giờ sẽ là chơi học chữ. Tối á bắt chồng ngồi bắt đầu á luyện chữ. Dạ. Chi biết không? Mốt á con mình đẻ ra bắt ổng dạy. Cái dạ. Đỡ cực. Hiểu. Dạ. Vừa phải cho bú, vừa phải chăm sóc thế này, thế này, kia kia nọ rồi. Bắt dạy thêm chữ cho con nữa rất là mệt. Dồn, bắt ổng. Hiểu không? Dạ. Rồi ổng bớt lèm bèm đi, ổng bớt nóng tính đi này kia kia nọ. Đó, một công đôi chuyện. Được không? Dạ được ạ. Rồi. Nha, chúc hai mẹ hạnh phúc nha. Rồi, chúc cho hai vợ chồng em luôn hạnh phúc nha. Và chúc hai mẹ trò con vui. Dạ vâng ạ. Ngày thứ nhất em cảm thấy trời đời tuyệt vời quá, thấy tự do đã trở lại. Xong qua ngày thứ ba đầu thấy sao kỳ kỳ, sao lại có thể không gọi điện cho mình. Xong rồi qua ngày thứ tư nhìn đâu cũng thấy hình ảnh ảnh trơn á. Dạ, bắt đầu ngày thứ năm là thấy buồn quá. Qua ngày thứ bảy thì con thấy là mình cũng nhớ ảnh nhiều lắm. Sao nếu mà bây giờ mình lên tiếng mình làm lành trước thì rất là nhục. Chương trình Vợ Chồng Son dựa trên format Shinkansen Irasai của đài truyền hình Asahi TV của Nhật Bản. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay để gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào. Con chào cô Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thận. Thì hai bạn hãy giới thiệu về mình. Em là Thùy Dương. Thì công việc của em là diễn viên. Em năm nay là 29. 29 cái xương xanh. Dạ. Còn em là Đăng Duy. Hiện nay công việc của em là đạo diễn âm nhạc. Năm nay em 30 tuổi. Dạ. Hai bạn gặp nhau như thế nào? Tụi em học chung trong trường sân khấu điện ảnh. Hồi xưa bạn nhỏ xíu hả, mình dây nữa mà cao chắc tầm cỡ 1m6, cho nên mình nghĩ là sao một cái cậu bé như vậy mà lại thi đậu vô trường. Em nghĩ là cậu bé nhìn y như 16 tuổi vậy đó. Thì cái ấn tượng của em là em thấy tội nghiệp quá à, nhỏ xíu như vậy rồi vô đây học diễn viên rồi sao ra đời cạnh tranh được. Lúc đó là em thi mục đích là làm diễn viên hả? Dạ, thật ra ngay từ đầu là cũng không có xác định được là mình thích cái gì. Mẹ lại muốn con thì được vào cái công việc đó, nó ăn mặc đẹp đẽ. Đó thì mẹ mới quyết là cho vào học diễn viên. Khi mà tiếp xúc với Lê Dương đầu tiên á, thì trong lớp rất nhiều nam thanh nữ tú, thì tự nhiên bật ra một cái cô ăn mặc theo phong cách người Hà Nội, nhưng mà buộc tóc hai bính nào cũng tưng 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 tưng. Mọi người hay nói Dương là nhảnh nhảnh, nhưng mà thật ra cái thời điểm bây giờ thì người ta kêu là hơi dễ hơi. Có nghĩa là hai bạn rất là ấn tượng đúng không? Trong mắt bạn này thì bạn này như một cậu bé, còn trong mắt của bạn này thì bạn này là một cái gì đó nó hơi không bình thường. Chứ mà thành vợ thành chồng hay thiệt đấy chứ. Đến bao lâu thì hai bạn mới chính thức yêu nhau? Dạ thì lúc đó con cũng đồng ý quen thử coi làm sao đó. Nhưng mà quen vậy chứ 3-7-21 ngày là chia tay. Xong rồi lại quen lại rồi 3-7-21 ngày chia tay. Có nghĩa là giận thường xuyên. Dạ giận thường xuyên. Mà có một đặc biệt là hai dòng cháu giống như có cái huôn rồi đó. Là tới sinh nhật cháu là chia tay. Vậy có khi nào mà giận em bởi vì ghen không? Dạ có. Yêu nhau khoảng 2-3 gì đó. Cũng là bạn nữ khác. Đang nhà học thì bạn ấy mệt đó, bạn ấy ngồi tựa em cái bạn này thấy
về nhà dẫn cái chia tay. Rồi sau đó em mới giải thích là nó chỉ là một người bạn bình thường thôi, người ta mệt thì người ta dựa thôi, mình không có ý gì. Là em không có thích sự va chạm. Rồi sao nữa? Thì em bắt chọn chơi với em, nghĩ chơi với bạn gái kia. Rồi có cái lần nào mà Dương mà giận dữ dằn, Duy phải làm một cái gì đó, nó động thái của Duy nó phải lớn hơn nữa kìa. Sau khi 8 năm quen nhau rồi, em mới thấy là có phải là tình yêu hay không. Nếu mà tình yêu là phải bồi hồi, phải rạo rực, phải hồi hộp khi mà nghĩ về nhau, phải như thế nào đó. Còn đây em cảm thấy ở bên cạnh ảnh em rất là yên bình, rất là thanh thản. Em sợ là mình đang bị ngộ nhận. Đó thì lúc đó là tụi em có hùm tiền để mà làm một cái dự án. Thì cái dự án nó thất bại, nhiều lý do nó chồng lên, cái làm em điên lên, cái em cứ cầm ràm. Đó gì sao? Cái công ty bị phá sản, Dương lại cầm ràm, nhiều thứ nó dồn lại, cho nên Duy cảm thấy bị stress quá nặng, em không thích chia tay. Cái lần đó là lần đầu tiên em nói chia tay trong 8 năm yêu nhau. Vậy thì cảm xúc của Dương lúc đó như thế nào? Tại vì trước đó là em đã cảm thấy rằng là chắc là hết tình yêu rồi, cho nên mình nghĩ là thôi chia tay đi, hai đứa còn trẻ thì còn nhiều thứ để tập trung lo hơn. Thế là em cũng đồng ý. Xong rồi ngày thứ nhất em cảm thấy trời đời tuyệt vời quá. Người thấy tự do đã trở lại. Từ bây giờ em được sống với chính mình rồi đó. Qua ngày thứ hai bắt đầu là thời gian mình dành cho những người bạn thân của mình. Tại vì thời gian mà mình chơi với ảnh là mình bỏ bạn thân mình qua một bên. Xong qua ngày thứ ba bắt đầu thấy thiếu thấy sao kỳ kỳ, sao lại có thể không gọi điện cho mình. Xong rồi qua ngày thứ tư nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của ảnh trơn á. Tại vì ảnh được cái ảnh chu đáo lắm. Chai dầu gội đầu cũng của ảnh mua cho. Rồi cái lược đâu cũng thấy hình ảnh của người ấy. Dừng lại chút xíu nữa, đó là cảm xúc ngày thứ tư của Dương. Còn Duy, cảm xúc ngày thứ tư của Cưng sao? Khi mình đã xác định yêu thì yêu mãnh liệt lắm, nhưng mà một khi mà đã chia tay rồi thì gần như là xóa hết những cảm xúc. Ngày thứ năm thì Dương sao con? Dạ, bắt đầu ngày thứ năm là thấy buồn quá. Con nghĩ giờ sao ta? Thì cái câu hỏi đó nó lớn qua ngày thứ sáu. Cái con mới thấy là vậy là mình còn yêu không? Sao mình nhớ hoài vậy? Cái con ráng, con chống chế là thôi chắc là do thói quen á. Thói quen nên mới vậy thôi. Rồi từ từ đi, để mà từ bỏ một thói quen thì phải có thời gian. Qua ngày thứ bảy thì con thấy là mình cũng nhớ ảnh nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi giờ sao? Nếu mà bây giờ mình lên tiếng mình làm lành trước thì rất là nhục. Rồi đến ngày thứ mấy thì? Dạ thì cũng trong ngày thứ bảy đó luôn. Thì mọi người mới bày cho con cách là giờ con giả định. Lúc đó con đang nằm coi phim ở nhà thì có gọi đi, một cô gọi điện thoại. Dương nó quay phim nó mệt quá, nó nằm xỉu ở đồng phim nè. Bây giờ có cách nào gọi điện thoại cho người nhà hay là giờ nên sao giờ không biết nữa, cứ nói dài dài được rồi để em chạy lên. Thấy đang nằm một đống thì sức dầu rồi mắt xa đầu. Thì tự nhiên thấy nhìn cô này khóc, coi như em mắt nhắm mà lệ rơi đó. Rồi sau đó là cưới, quyết định cưới luôn. Bây giờ hai vợ chồng á là ai là cái người mà nắm giữ tiền? Tiền anh xài, tiền em xài. Nhưng mà sau đó có những cái khoản chung thì hùng lại để trả. Tại vì bạn này rất là nhạy cảm về tiền. Đụng tới vấn đề tiền là bạn này giống đụng đến sinh mạng vậy đó. Dễ nảy lên đúng không? Bạn này là bạn tính rất đi bo. Còn em thì ngược lại, em rất là thoải mái. Đàn ông đa phần là gì? Thực ra nếu mà hai người đều hào phóng giống nhau thì chết. Dạ. Nó là tan nát. Duy đã giao kèo với Dương ngay từ đầu, Duy lo hết mọi thứ ở trong nhà. Như là Dương chỉ cần bình thường, sống vui vẻ là được rồi, đừng có gây thêm căng thẳng là vui rồi. Còn như bạn này thì không có thích bình thường. Dạ đúng rồi. Đúng không? Có lần nào mà bất bình thường mà nặng đô? Dạ có. Dẫn đến là cái đơn ly dị vẫn còn để ở nhà nằm hoài tới bây giờ. Như là hai em đã có nghĩ đến cái chuyện ly dị hả? Dạ, cưới nhau được 2 năm 3 năm rưỡi. Gần như là năm nào cũng có chuyện muốn ly dị hết trơn á. Mà lý do gì mà dẫn đến cái chuyện mà phải ly dị? Đợt đó là ảnh dụ em đi Singapore chơi. Dụ em? Cái ảnh hỏi thích mua này không, thích mua kia không, thích que cho đã. Rồi đến lúc về chị vượt gấp đôi cái số tiền dự trù ban đầu. Rồi ảnh kêu em phụ hùm vô để trả cái phần dư đó. Hôm đó là Duy đã phạm một cái gọi là một cái quy tắc của gia đình là quá nặng đúng không? Gấp đôi dự trù. Dạ. Và sau đó thì bắt Dương phải hùng, cho nên là bực bội. Ảnh không phải ép là em phải bỏ ra. Nhưng mà cái cách nói của ảnh làm cho mình cảm thấy mình thật là độc ác. Nghĩa là tự nhiên là đưa mình vô cái thế mình trở thành người độc ác, trở thành người
quá ki bo, chịu không được là chia tay đó. Thì con mới phản ứng lại, ảnh lại tự ái lên, thành ra là mình ủa lỗi tại mình nè. Đó. Trong khi là lỗi đâu phải tại mình đâu. Nếu cô không hỗ trợ thì tự tôi lo một mình. Hả? Đúng không? Sau cú đó là vài ba ngày sau á là cứ chiến tranh lạnh, không có nhìn mặt nhau, nó dồn đi. Thì em ly dị, đơn download trên mạng về ký sẵn. Có ký không con? Dạ, ảnh được cái là ảnh vừa đấm vừa xoa đó. Ngay buổi sáng vậy á, cái buổi chiều con dọn đồ về nhà con rồi thì ảnh lại có vé xem phim hay là có một cái gì đó quyến rũ con, thế là lại hết giận. Có lần nào mà cũng đòi ly dị đó không? Dạ nữa. Còn trước khi là con quyết định sanh là ảnh cho con thấy là ảnh rất là yêu em bé này kia đủ thứ. Ảnh năn nỉ con là có em bé này kia ảnh chăm hết để cho con yên tâm đi làm. Khi mà có em bé rồi á thì không được 100%. Tại vì con lo việc gia đình, con lo luôn cho Thùy Dương. Tại vì Dương này là mê công việc, bỏ ăn bỏ uống. Con vừa lo cho em bé, công việc của con nó vào mùa, con cũng hơi bị quá sức. Một ngày con ngủ có 2-3 tiếng hồ. Thì con nói, em ơi em bớt chút thời gian, em bớt làm lại để hỗ trợ anh không con. Rồi, phạm vào cái điều cấm kỵ không lại hỗ trợ nữa. Lại hỗ trợ. Thế là ly dị. Thế rồi bây giờ ở Dương có mong muốn gì thay đổi gì không? Muốn ảnh đừng thay đổi, ảnh trở lại giống như hồi xưa á, ngoan hiền, nghe lời em. Bây giờ là Duy mong muốn ở Dương điều gì? Thẳng thắn luôn. Đó. Có gì hỗ trợ nhiều anh? Nhiều quá không biết nói như thế nào. Nhiều quá không biết câu nào trước câu nào em sau. Em phải luôn luôn hỗ trợ anh. Bây giờ cô nói nghe nè, cái chuyện mà Dương mà muốn Duy á, giống y như hồi mà tụi con yêu nhau á, là cô nghĩ rằng nó là một cái gì đó hết sức là bất khả thi. Cô nói thiệt, mặc dù tụi con có quá trình yêu nhau rất là lâu, thế nhưng trong cái cuộc sống vợ chồng hôn nhân nó phải có sự thay đổi. Thay đổi đây không phải là thay đổi về bản chất con người, mà thay đổi do cái môi trường nó có những cái khác đi. Ví dụ như là tụi con có một em bé, bản thân con khi mình đã là mẹ rồi, là vợ rồi, mình cũng không thể nào như ngày xưa được nữa. Mình phải sẻ chia cái công việc của mình. Thời điểm này con vẫn bo vô sự nghiệp của con là không được. Con phải dành thời gian cho con của con là thứ nhất. Thứ hai là cho chồng, cho gia đình, sau đó mới là công việc. Đó là cái kinh nghiệm của cô. Cô mong rằng là xong chương trình này thì con sẽ suy nghĩ cái kinh nghiệm mà cô sẻ chia với con. Bởi vì có được người chồng như vậy là tôi bị hiếm đó nha. Tìm cô gà nữa đó nha. Cảm ơn cô nhiều. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp vợ chồng tiếp theo. Và mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, kính chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Lê Thành Trí, đến từ thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Em đang làm kế toán và năm nay em 25 tuổi. Rồi, mời em. Dạ, kính chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Bùi Quý Vạn, em đến từ Mỹ Tho, em 25 tuổi. Rồi, nghề nghiệp của em là giáo viên. Rồi, giờ hai đứa quen nhau ở đâu? Dạ, thì năm tụi em học lớp 12 á, do gia đình cũng khó khăn. Thì em với bà xã cũng đi làm giấy xin miễn giảm học phí ở trong ủy ban xã. Thì vô tình gặp ở trong đó. Tại vì lúc trước là có học chung với nhau chung trường rồi. Rồi sau đó thì em chuyển nhà đi nên em phải chuyển trường luôn. Rồi em vô ủy ban xã mà em gặp lại bạn cũ em mừng lắm. Em lại hỏi chuyện liền mà nhưng em không nhớ tên. Ấn tượng đầu tiên em gặp ông xã là ốm với hơi nhút nhát. Mà em thấy anh cũng dễ thương rồi. Em mới xin số điện thoại rồi. Em á hả? Dạ. Cái gì em nhờ bà xã em lấy giấy tờ giùm em luôn. Dạ. Tức là lợi dụng luôn đó, lợi dụng luôn. Xin giấy tờ hợp cũng sao để rồi lấy giấy tờ giùm thôi. Chứ không hồi đầu cũng thấy có ấn tượng để kiếm cớ nói chuyện tiếp. Kiếm cớ phải không? Rồi sau đó về có nhắn tin qua lại cho nhau không? Dạ. Có. Ngày nào cũng nhắn hết trơn á. Trời nào cũng nhắn hết. Lúc đó đang nhắn tin cái với vợ em cái điện thoại vợ em kêu hết tiền thôi để mai mốt về nạp tiền rồi nhắn. Điện thoại cũng còn được mấy ngàn, em bắn cho vợ em 4.000 tiền điện thoại để nhắn tin. 4.000 tiền điện thoại. Dạ. Cái tự nhiên em bắn tiền xong cái vợ em nó điện thoại nó hát cho em nghe hai bài. Tiện em vô tình em bất ngờ quá cái thích tiền tự nhiên từ đó cái nó thích luôn. Thích luôn vậy. Rồi yêu nhau. Tỏ tình với nhau qua điện thoại là thường xuyên đúng không? Dạ. Rồi ví dụ như hết cạc thì có thể nạp cạc được. Và nếu như điện thoại hư thì tỏ tình bằng cách nào? À đó tụi em viết thư. Viết thư. Cái trước cổng nhà vợ có cái miếu nhỏ. Cái em viết thư xong em chạy ra miếu em để vô đó cái
em chạy về, cái về vài bữa sau em chạy ra lấy lại tá thư mới đem về. À, để mà trong miếu. Miếu hả? Trời, vậy lộng từ ở miếu đó chắc không đọc được hết rồi, đúng không? Bởi vì cái mối tình này là có thần thánh chứng giám luôn. Dạ, thì cũng nhờ ông miếu đọc được thì năm nay tới giờ đây hai chồng em mới được đến được cái nhà. Rồi bây giờ trong cái lúc yêu nhau có kỷ niệm nào đáng nhớ không? Thì em nhớ có một bữa đó là đi hát karaoke chung với nhóm bạn. Cái vợ em hát quá trời cái mệt, nằm dựa vô bạn cái em chạy lại em nhìn một hồi cái lén em hung cái. Dễ thương quá. Lén lén, cũng tưởng làm gì hung cái. Vợ em nó giật mình vậy, nó thấy em hung á, cái sợ có bầu rồi giận em năn nỉ cái tầng rễ luôn. Dễ thương quá. Mà ông hung cái đâu mà em sợ có bầu? Em thương quá mồi. Dạ. Em có đáp lại không? Dạ không. Em quạo, lúc đó em quạo rồi em về luôn. Nhưng mà lúc đó là em sợ có bầu thiệt luôn á hả? Dạ. Sợ em không? Nghĩ vậy. Em mua đồ que gì về thử không? Dạ không, em chỉ sợ thôi. Từ lúc yêu nhau cho đến lúc mà cưới nhau là mất bao nhiêu lâu? À, khoảng 4 đến 5 năm. 5 năm lận luôn. Là đúng trong rồi. 5 năm là các em là tình yêu trong sáng đúng không? Dạ. Có vượt quá giới hạn gì không? Dạ không. Dạ thì... Cái lần tới nhất là nó tới đâu? Tới nhất là em mới gạ đi vô khách sạn nhưng mà giờ em không cho. Kể đi cái đó làm sao? Hai chồng đi chơi mà cũng bị mắc mưa đó. Em mới nói vô chồng ấy đục mưa. Dạ em mới ngồi sau lưng nhéo em rồi không cho vô. Lúc đó quẹo vô thiệt luôn á trời. Quẹo tới đi. Cổng luôn. Em kể đi. Lúc đó mưa mà cũng có mặc áo mưa mà anh suy nghĩ em lạnh tại vì có phía sau chỉ có một cái vạt thôi đó, nghĩ lạnh thôi mình đi vô khách sạn mình đục mưa đi. Cái em mới đợi em tưởng đâu giỡn, thường anh cũng hay giỡn lắm. Cái em nói em nhéo cái em nói thôi vô cổng làm gì. Cái anh đậu tới cổng rồi cái em nói vậy thôi xuống. Cái em nói vậy thôi giờ em đi bộ về. Cái vợ cái em giận em đi bộ một nước rồi anh chạy theo. Rồi nói nghe nè, vậy lúc lấy nhau rồi cái đêm tân hôn rồi biết cái gì không? Đó, đêm đó đêm hợp lệ rồi đúng không? À đêm đó chắc thì là... hai vợ chồng cũng vô mùng tính cũng tính hết trơn rồi mà đuối quá chịu không nổi rồi nằm ngủ luôn. Trời sao mà nó rất he vậy trời. Rồi qua bữa sau sao? Phải có tân hôn qua chứ, bữa, không có qua bữa sau thì hai chồng ở quê xuống thành phố Mỹ Tho chuẩn bị đi làm á, thì mấy đứa bạn ở Mỹ Tho cũng rủ rê ra ngoài xong rồi về cũng mệt quá ngủ tuốt. Ngủ luôn ngủ luôn tới... Thôi thôi kể đêm thứ ba để cho người ta kể. Mỗi lần nghe trời ơi tôi cần nghe. Rồi đêm thứ ba làm sao nào? Tới cái đêm thứ ba không có ai làm phiền nữa hết á thì mới rủ vợ ra khách sạn cho thoải mái, tại ở nhà trọ cũng hơi nhỏ với chặt á, với gần kế có chủ nhà sát vách luôn cũng hơi bất tiện ra ngoài. Ra ngoài để cho người ta kể, đừng có nhảy vô họng người ta, để cho người ta kể. Ra ngoài khách sạn làm cho thoải mái cũng tốn hết, cũng cỡ 200.000 à, cũng thoải mái thiệt nhưng mà cũng không có kinh nghiệm, cũng ba tật ba vuột. Mà... Rồi sau đó là thoải mái đúng không? Sau đó thì... Có thích không? Hay là mệt mỏi, sợ hãi? Em thì lúc đó em mệt với em sợ. Với phần em cũng chưa có muốn có bé sớm á chị. Rồi em cũng định ngừa nhưng mà chồng em nói thôi miễn sinh năm nay là cùng tuổi với hai chồng nên hai chồng để luôn. Mà chắc cũng khoảng cần 4 tháng sau mới có. Cứ tháng nào anh cũng hỏi em gì nè. Ủa có chưa? Có chưa? Sao thấy bữa nay em ăn ít á? Thường ngày em ăn nhiều đi lắm. Rồi cũng không có. Một lần á, anh đi mua một trái mãng cầu gai, mãng cầu sim mình á. Anh về nói, anh đi tắm nha, anh đi tắm. Xách cái điện thoại vô, ngồi coi phim chỏng 45 phút. Rồi ở ngoài đây em thèm, chảy nước bọt luôn. Em ăn hết một trái mãng cầu gai 1 kg luôn. Mà thèm nữa đúng không? Dạ, gà còn vỏ không. Anh nói, trời ơi, kỳ vậy, sao mới về ham ăn với anh rồi? Là dạ, lúc thêm. Đó là có bầu đó phải không? Dạ lúc đó có khoảng chắc em nghĩ trong khoảng 2 tuần, tại vì 2 tuần sau tụi em mới đi siêu âm là 4 tuần. À dạ. Rồi giờ cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ cũng gần 2 năm rồi. 2 năm em bé được bao tuổi rồi? Dạ em bé của em được 8 tháng. Sau khi cưới nhau anh ấy có lòi tật xấu gì ra không em?
Dạ nhiều lắm. Nhất là tật xấu là hay bề bộn á. Về là đôi dài đằng đây, một chiếc đằng kia. Rồi xong rồi đôi giới đằng đây. Rồi xong có nhiều khi đôi giới nằm trên võng, nhiều khi đôi giới nằm trên tủ luôn. Rồi có một tật xấu là mê game. Chơi game gọi là chơi miết chơi hoài, kêu cỡ nào cũng không chịu dừng. Rồi đi mê xách điện thoại vô coi phim trong nhà vệ sinh, mà lúc mà đi vệ sinh anh coi chắc cũng cỡ một tập 45 phút đến 1 tiếng rưỡi. Trời không ơi. Đâu, coi trong nhà vệ sinh luôn. Rồi, nghe nè, coi vô. Dạ, ảnh tắm vô, bước vô phòng tắm là không bao giờ xả nước. Cỡ đồ ra xong cái trà từ trên trà xuống, trà lên, trà khô nha, trà khô, thiệt là khô luôn, trà hoài chắc cũng có nửa tiếng à mới xả. Anh kêu anh ơi hình như anh tắm anh chưa xả nước á. Ủa trời quên nữa, thôi xả nước tắm lúc nào cũng phải nhá. Làm sao chặt khô vô tắm bằng mồ hôi á kỳ hầm không xấu nước luôn hả? Kỳ xong rồi đó rồi mới đi ra xối xả xuống. Rồi còn tật xấu nữa không hay hết rồi? Thôi tha nó đi hết rồi. Bây giờ tới em đó. Tới em thì rảnh rảnh cái lôi em ra cắn. À ngứa nú răng kêu một buồn bả bắt em nhổ lông nách cho bả. Nó đâu có tật xấu đâu. Ta nhờ giả mà đáng yêu cắn là ta cưng mà. Tại em bị cận á anh gì em lúc trước á thì em nhờ ảnh gọi đèn. Đâu có gọi tập trung gọi đâu, gọi họ lên mặt em luôn. Em mới thôi vậy thôi nhỏ luôn đi tôi gọi đèn cho. Đó, rồi gì nữa? Tính tiết kiệm. Kiệm sao? Hà tiện, nhiều khi mua đồ bận em cho tiền mua. Cái toàn mua đồ thanh lý không à. Với lại ăn uống thì hay sử dụng ở đồ cũ nhiều lần quá. Em cũng không thích. Rồi có phát lương không? Thì ở nhà thì vợ phát lương cho em chứ em không phát lương cho vợ. Đó, thì đúng rồi đó, dạ. Biết mà biết. Ngày được 20. Cái sau này thấy ít quá, cái thấy người ta cũng được nhiều hơn. Cái đòi vợ, cái vợ cho lên 50. Cái em mới nói vợ cho 50 thì thương 50% thôi chứ không có thương nhiều nha. 100 thì được 100%. Lại giờ được nhiêu, giờ nói tóm lại được nhiêu nè? Được 100.000 ngày. 100.000 ngày. Ngon rồi. Trời ơi, hiền nhiều hơn tôi rồi. Tại vì em cho 100.000 là nghĩa là em sẽ nhờ mua cái gì ở ngoài nữa. Ví dụ như về sẽ mua, ví dụ như mua bánh hay mua cái gì đó lạc giặt là cuối cùng cũng còn 50 mà. Rồi bây giờ có mong muốn thay đổi điều gì? Em cũng mong muốn vợ em nó thay đổi là bớt cái tiết kiệm với hà tiện lại chút xíu. Cái nào đáng thì mình làm, nào không đáng thì mình nên bỏ. Nhất là ăn những cái đồ cũ á. Dạ. Đúng không? Với lại bớt càng ngàn ở xíu. Dạ có nhiêu đó rồi. Con em? Em thì em mong chồng là cũng như quan tâm gia đình chút xíu. Ví dụ như là làm cái việc gì á thì em thích là cùng làm hơn. Ví dụ như quét nhà, người leo nhà hay cái gì đó, mình đừng ôm điện thoại nhiều quá. Bớt game lại, tại vì em nghĩ game nó cũng không tốt lắm. Chỉ để được mình giải trí, khuây khỏa thôi. Rồi còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Dạ. Hai này dễ thương mà. Nói nghe nè. Dạ. Cái vụ mà ăn đồ ăn lại đó, thực ra cái đó nếu mà mình biết cách á thì là cũng không có đến nỗi nào. Tại vì nếu mà mình ăn không hết mình đổ đi hết á thì cũng rất là phí. Nhưng mà em nhớ là cái đồ ăn của mình nó chỉ được 11 tiếng đồng hồ đến 12 tiếng đồng hồ. Đó là với điều kiện để tủ lạnh nha. Còn nếu mà để ở ngoài á thì là trong một ngày là ăn hết luôn, không có tối là mình dùng. Nhưng mà cái tính tiết kiệm là tính tốt. Nhưng mà tiết kiệm đúng cái đúng cách đó là vậy, chứ không phải là cái gì mình cũng chặt, cái gì mình cũng siết. Người phụ nữ mà có cái tính tiết kiệm là rất tốt luôn. Nên giữ nhưng mà phải phát huy theo cái chiều hướng tích cực đó. Là như vậy. Còn hai đứa là quá dễ thương. Quá rồi. Dễ thương rồi. Rồi xin chào hai em nha. Cảm ơn hai đứa nha. Cảm ơn hai chị. Chọn xế đầu năm ngập tràn may mắn, tặng ngay 6 triệu đồng thì một Frigo S, tặng ngay 4 triệu đồng thì một Frigo, tặng ngay 2 triệu đồng thì một Grande Janus, một Exciter 155, chúng phụ trợ chuyến đi xe MotoGP tại Malaysia. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Nhìn giống người nước ngoài quá hả? Chắc chắn đúng không phải là người Việt Nam. Bonjour monsieur, bonjour madame. Ủa là anh ấy người Pháp hả hay sao? Dạ, anh sinh ra tại Pháp đó cô ạ. Bonjour. 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 Bonjour madame. Madame. Enchanté. Monsieur.
Monsieur. Monsieur. Bonjour monsieur là chào ông, rồi bonjour madame là chào chị. Đúng không? Chào chị. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Khó hiểu anh. Khó hiểu đúng không? Ủa, nhìn em nói được tiếng Việt đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ chào em. Chào vợ em. Bây giờ thì chắc lẽ là mời hai em tự giới thiệu về mình nha. Con chào chú Thường. Chào cô bạn. Chào khán giá. Có mặt cô đây. Con tên là Đình Hải Phan, con 34 tuổi. Đình Hải Phan tức là Phan Đình Hải, Đình Hải đó, đúng không? Ừ. Công việc của Đình Hải là gì? Phụ vợ bán hàng online. À, em có talk trực tiếp với khán giả không hay là em chỉ ghi bill thôi? Dạ, ghi bill là đóng hàng, là chăm chốt đơn thôi đúng không? Chứ không thì làm sao mà người tôi hiểu? Dạ. Giờ mà em? Con là Đỗ Thị Mỹ Ngọc, thì năm nay con 33 tuổi rồi. Công việc hiện tại của con thì cũng là kinh doanh online hàng Pháp á. Với lại là con có một kênh YouTube về làm đẹp, thời trang và lại gia đình cuộc sống. Cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau vậy? Con với ảnh thì gặp nhau trên Facebook luôn. Nhưng mà cách đây bao lâu rồi? Dạ lâu lắm rồi, năm 2012 thì chú. Vậy là 10 năm rồi. Cái thời kỳ đó thì kiểu như con cũng bán online, mà con về thời trang, con hay thiết kế, con may đồ, con bán á. Thì con chụp mẫu luôn, thì ảnh không biết là sao ảnh thấy con, thì ảnh vô ảnh kết bạn, ảnh làm quen. Không nhớ kết bạn chưa? Con hay vợ con chưa? Không nhớ. Ô, bây giờ cuối cùng ai là người kết bạn trước đây? Anh kết bạn trước em mà. Cứ như vậy đi. Ủa nhưng mà nè, tại sao lại kết bạn với cổ? Dạ, tại lúc đó, tại năm sau đi Việt Nam nên muốn kết bạn đi làm bạn á. Sau đó đi Việt Nam đi chơi với bạn á. Hiểu rồi, có nghĩa là năm sau là định có ý định về Việt Nam. Ừ. Cho nên là bây giờ kết bạn trước để về mình có thể là có bạn bè mình đi chơi. Ừ. Nhưng mà nó nghe nè, lúc đó là con đã có bạn trai chưa? Dạ, thời gian đó thì con cũng có bạn trai á. Nhưng mà tới cái lúc mà ảnh về Việt Nam thì ảnh có hẹn con nhiều lần rồi. Nhưng mà con không có gặp được á. Nghĩa không muốn gặp ấy. Còn 2 tuần nữa là anh phải về Pháp lại rồi á, thì anh lấy cái sim Việt Nam để anh gọi cho con, thì con mới tin là anh đang ở Việt Nam thiệt. Thì lúc đó con cũng bị mâu thuẫn với lại bạn trai cũ á, nên là con cũng buồn á, rồi con đi gặp thử luôn. Và lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời thì sao? To cao mà nói chuyện lớ mắc cười lắm, nên con cũng ấn tượng. Giống bây giờ thôi. Kiểu nói tóc té xuống, rồi nước nó té xuống. Là sao? Tóc rớt xuống á, thì kêu tóc té xuống. Đình Hải thì sao? Lần đầu tiên mà Đình Hải thấy cô gái này ở ngoài đời, thì con có ấn tượng gì về cô gái này không? Thấy nhỏ nhỏ, dễ thương. Có thích không? Có thích liền không? Cũng có chút. Dạ. Lúc đó con có bạn gái ở bên Pháp chưa? Chưa. Con về cái đợt đó, ngoài gặp bạn này ra thì con có gặp cô gái nào khác không? Nói thiệt. Nói thiệt đi. Dạ, chắc cũng một gái, một hai cô thôi. Là một hai cô thôi. Em, là con một đó. Hai cô với cô này nữa ba cô là chết rồi. Là con về thời gian được bao lâu? Dạ, khoảng một tháng ấy. Mà chắc là cô này là ấn tượng nhất đúng không? Dạ. Bây giờ sau đó hai đứa có tiếp tục đi chơi với nhau không? Dạ có, tại vì anh này á, thì có một cái anh bạn khác cũng là bên Pháp về chơi chung. Mà cái anh đó đã có một cô bạn gái rồi, thì cái cô đó đã chở xe đi rồi mà anh này không có ai chở. Lúc đó kiểu như con thấy cũng tội, không có ai chở đi chơi nè. Rồi thấy cũng an toàn có bạn rồi, nên con có đi theo con chở đi chơi gì đó. Nay đã có nước giặt giả tròn 2-1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Lúc mà con đi với anh này 2 tuần lễ còn lại á, yeah. Có lúc nào mà con gặp cái một trong hai cái người bạn gái mà anh này chọn trước không? Rồi sốc cái đó là con cãi nhau á, con định chia tay luôn rồi. Cái đêm đó cũng là cái đêm con đi làm ra trễ, xong rồi con định là không ghé đâu, con nói không ghé. Thì tự nhiên con lại thấy buồn, con muốn ghé để gặp chơi. Xong rồi thì con chạy qua, thì con đứng ảnh ở cái khách sạn kế bên công viên 23 tháng 9 á. Thì con đứng ở bên đó, con định chạy qua đường thì con lại thấy ảnh đi ra, ảnh đón một cái cô gái đi trong xe taxi đi xuống mà lại dẫn vô trong cái phòng khách sạn luôn. Con đứng hình luôn, con đứng còn theo dõi. Xong rồi đâu 5 phút sau à, con thấy đưa ra lại đi về. Nó nhanh vậy. Xong cái con hỏi anh, con nói trời ơi, sao anh lại dẫn người khác vô mà lúc đó là tỏ tình rồi. Cũng không phải tỏ tình mà là đã thể biết hiện rồi. Mà lại dẫn cái cô khác đi vô trong nhà nữa. Cái anh nói thì đâu có gì đâu, thì anh nghĩ bạn bè cái nhà anh coi đến về nhà của anh thôi, anh vô anh gặp tí xíu rồi nói chuyện thôi rồi chào thôi. Chứ không có gì hết.
thì lúc đó con cũng giận lắm, con nói không có vậy là không được, thì con rồi chia tay tùm lum tà la gì đó. Nhưng mà con có hỏi là anh làm gì mà anh vô phòng mà sao vô gì mà có 5 phút ra vậy? Anh kêu nói chuyện thôi chứ không có gì hết á. Con cũng giận một đêm con về xong rồi mai con lại hết. Phải hỏi Hải nè, cái cô đó là cái gì của em? Đó là bằng thôi. Nếu mà nói chuyện ít như vậy tại sao không nói chuyện ở dưới sảnh luôn? Dạ, tại con tưởng rất như vậy thôi, không có gì. Trời ơi, bây giờ mà nói chuyện còn như vậy thì cách đây 10 năm lúc mới về chắc không có nói được chữ tiếng Việt nào đâu hả? Nói phải để ý lắm mới nghe được. Nói chuyện kiểu vậy là làm biến ghen luôn á. Cãi lộn nữa. Không có cãi được, cứ hỏi là cứ thì đó thì chứ vậy thôi. Chứ bây giờ sao? Vậy thôi. Cái đó chỉ là vậy thôi. Đúng không? Dạ. Từ lúc mà con gặp ảnh cho đến lúc hai đứa quen nhau là trong vòng có 2 tuần thôi. Dạ con không tới được. Con gặp nói chuyện thì trước đó rồi, nhưng mà lúc mà anh về thì cái thời gian anh ở sắp về còn có 2 tuần thôi. Thì cái thời gian đó con gặp xong á là lúc mà chở đi chơi á về tới thì ảnh qua đường ảnh lại hôn lên trên má mình một cái đó, thì lúc đó mình lại nghĩ là ảnh có cảm tình với mình rồi, anh có muốn mở đèn xí nhanh cho mình biết rồi đó. Trong vòng 2 tuần ngắn ngủi đó thôi á. Xong rồi Hải về Pháp. Rồi bao lâu Hải mới quay lại Việt Nam? Như năm sau á. Một năm mấy đó. Năm mấy. Wow. Yeah, một năm là các bạn coi như là yêu xa nhau. Đợt đó thì con cũng không nghĩ là con sẽ yêu xa như vậy đâu. Mà con thì con biết trên Facebook của ảnh cũng có quen nhiều cô gái chân dài đẹp khác. Thì cũng thấy có lưu lại hình rồi comment này kia thì con thấy con cũng sợ. Mà cái thời gian đó thì hai người cũng tính sẽ là chuẩn bị giấy tờ để có thể một năm sau hơn để về đó, là lo làm giấy, nộp giấy rồi kết hôn. Một năm mấy sau là về nộp giấy là mấy tháng là con đám cưới luôn. Kết hôn xong là tháng 5 kết hôn là tháng 9 là con đi Pháp luôn. Ủa nhưng mà rồi sao các bạn lại không tiếp tục ở bên Pháp mà lại về Việt Nam? Tại vì con đi qua bên Pháp á, thì cái thời gian đó con mới qua là con cũng đi lấy hàng, con gửi về con bán như vậy đó. Thì một thời gian đâu, một năm mấy á, thì con định bút vé là để con về con thăm gia đình thôi, hai chồng về thăm gia đình thôi. Nhưng mà về bên đây thì cái công việc của con khách mua nhiều á, rồi khách muốn con ở đây để có thể tư vấn chăm sóc nhiều hơn á. Rồi con không thích ở đây, cái môi trường ở đây, rồi có thể con mua nhà ở đây nè. Rồi chồng con không thích đồ ăn ở đây nữa. Nên là con bỏ vé không về luôn. Con ở lại đây luôn. Rồi Hải cũng chịu luôn. Dạ Hải chịu luôn. Bị ép á. Con thích món gì ở đây nhất? Món gì ở Việt Nam nhất? Bún thịt nướng, bún chợ Hà Nội. Các loại bún. Thích ăn bún. Dạ. Các loại bún đúng không? Dạ. Nóng mắm. Thôi bây giờ chúng ta đến với phần hấp dẫn nhất đi. Dạ. Đó là phần khui tật xấu. Nhất con chờ đợi tới ngày nay đấy. Chờ đợi đúng không? Nhất đúng không? Hỏi chờ đợi cái gì bây giờ? Con nói trước đi. Dạ. Anh ấy có tật xấu gì nè? Chuẩn bị. Anh đó là chồng của con là nhiều tật xấu lắm. Nhưng mà về với con thì cũng bớt rồi đó. Nhưng mà con kể những cái tật này nè. Ảnh là hay kiểu như là hay đánh rắm hay thả bom á. Kiểu như là bất chấp luôn. Liếc con kìa. Dạ. Nó hay chọc con á, thả bom như vậy đó. Trời. Nhưng mà cái tật xấu đó là tạm thời coi như là tật xấu đáng yêu đi. Dạ. Tại vì như vậy là cái nhuận trường tốt lắm á. Dạ. Bạn tốt nha. Nhưng mà thả là thả chỗ đông người hay là chỗ dạ, kín đáo? Không, trong nhà thôi. Ra ngoài thì nếp chỗ nào nhưng đó. Nhưng mà là thả khắp nơi trong nhà đúng không? Dạ. Bất chấp luôn đúng không? Dạ. Thôi. Rồi, có thể gọi là tật xấu, dạ, mà tật xấu đáng yêu. Đó, tôi gạt đi, tật xấu dễ sợ á. Con dạ, thể tật xấu mà xấu quắc á. Dạ có. Ảnh đó là hả, kiểu như thích mặc cái bộ đồ nào á, mà thích cái áo đó rồi là mặc hoài luôn cô. Mặc á, mà cũng có giặt nhưng mà hả mặc suốt à, kiểu như nó có rách nó có giãn á cũng mặc luôn. Xong rồi á, hả ảnh mà đi chơi ở đâu á, như con hả thì con thích diện đồ, còn ảnh thì ảnh thích thoải mái. Ảnh mặc một bộ đồ cái gì quần thun rộng rộng chút xíu, xong rồi áo cũng thun giãn giãn mát mát một xíu, mang dép Lào. Xong rồi tới chừng con nhìn xuống con thấy con mang giày rồi mặc đầm rồi, con nhìn qua ảnh con thấy hết hồn luôn. Con nói ủa sao kỳ vậy, đi chơi mà sao không thích khớp vậy hết trơn vậy. Bây giờ quá giản dị. Dạ giản dị lắm. Dạ. Thậm chí là bây giờ bất chấp luôn. Dạ. Đó. Con là bị sai lầm luôn, con nghĩ là Việt Kiều chắc cũng kiểu như là chạy chuốc lắm ha. Dạ bóng bẩy lên á. Thì con thấy là có hai dạng người á, có một người là bóng bẩy, một người là người ta đơn giản, người ta kiểu thoải mái nhất có thể đó. Đúng rồi, thì dạ, con là chồng con là thoải mái nhất có thể. Dạ. Rồi còn gì nữa nè? Dạ tánh của ảnh thì vô tư lắm. Con thì còn trong nhà là con là người sắp xếp công chuyện là nhiều, còn ảnh thì vô tư thôi. Nhưng mà có nóng tính không?
Dạ có, ảnh là hài thì cũng hài lắm nhưng mà nóng thì cũng nóng dữ lắm luôn đó chú. Ví dụ mỗi lần mà tới cái cơn mà nóng giận lên thì ảnh thể hiện như thế nào? Nóng tính, đặc biệt là không bao giờ đánh đập con ấy, mà chỉ có hét lên thôi. Hét lên rất là sợ. Hét sao đâu Hải? Mỗi lần mà con nóng tính nó con hét lên như thế nào? Trời ơi, tiếng Pháp đó. Chửi tiếng Pháp đúng không? Chửi bằng tiếng Pháp. Là cái âm lượng là cỡ đó rồi hả? Dạ to lắm, to gấp. Đâu đâu thử nha. Putain, merde. Rồi lên nào. Con hiểu không? Dạ, anh chửi tùm lum tà la giống như là khốn nạn rồi vậy đó. Chửi đi, vừa không hiểu vừa tức thêm. Không phải lúc mà anh vô cái thế tức là anh không nhớ tiếng Việt nữa cho nên anh phải chửi tiếng Pháp đúng không? Quên mất từ tiếng Việt đúng không? Ủa nhưng mà ổng nói gì mỗi lần mà ổng thể hiện như vậy con nhìn thấy con thấy mắc cười không? Dạ. Hay là con cảm thấy bị tổn thương? Con không bao giờ tổn thương, con thấy mắc cười. Đúng, cô cũng thấy mắc cười đó. Có hiểu gì đâu. Thấy chửi mà cô thấy mắc cười. Như vậy là từ hồi nãy giờ là toàn những cái tật xấu đáng yêu. Đáng yêu không à. Bây giờ con còn một cái gì nữa không? Ví dụ anh có lãng mạn không? Người Pháp là quốc, có nghe là người dân Pháp. Là một quốc gia mà cực kỳ lãng mạn. Romantics. Nhưng mà anh này là trái ngược. Con cũng nghĩ là lãng mạn nhưng mà không có lãng mạn đâu cô ơi. Ảnh thì thường thường ảnh không bao giờ ảnh nói yêu con hay thương con nhiều như thế nào đâu, mà hành động thì mình biết thôi. Ví dụ như hả, mỗi lần mà có một cái bộ phim gì đó thì con cảm giác con thấy ảnh phải chờ con vô xem, ảnh mở sẵn ảnh chờ con vô xem chung á thì mới coi, không thôi cái để dừng đó. Còn ăn một cái món ăn gì đó thì lúc nào cũng chừa cho con rồi gấp cho con ăn vậy đó. Ủa cái đó là lãng mạn mà. Cái đó là lãng mạn. Trời ơi, hữu hữu nhé. Ủa không phải, bé này chắc có lẽ là thích kiểu mà lãng mạn mà thích mà kiểu mà đó. Lãng mạn Hàn Quốc đó. Đó. Dạ. Hoa mùa xuân dạ, này cái nhảy nhót dạ. Cùng uống champagne dạ. Cùng nói những lời, cùng ngắm hoàng hôn dạ, cùng ngắm bình có. Minh không có đúng không dạ. Nhưng mà những cái hành động nhỏ như thế có thể gọi là lãng mạn. Cái đó là một kiểu lãng mạn đó con. Thì cũng có một cái niềm vui riêng cho con. Không, cái đó là thực sự mà đó. Mà cái thói quen đó mà giữ được cho tới lúc mà mình răng long đầu bạc á, là rất tốt luôn. Tưởng tượng hai ông bà cụ á, mà cụ bà mà chưa vô ăn là cụ ông không ăn nha. Phải đợi cụ bà vô ăn thì mới ăn. Em là vậy đó chị. Em sau này càng lớn càng ít nói. Nhưng mà có những cái giống như cơm mà dọn lên rồi đó, vợ anh chưa ăn là nó mà. Dạ. Đúng rồi. Thật sự mà nói luôn. Đó là lãng mạn đó. Tại vì anh cảm thấy nó không có ngon. Đúng. Bố mẹ chị còn vậy mà. Trời đất ơi, ông bà năm nay là 80 mấy rồi mà cứ ông ngồi mà bà chưa xuống là ông không ăn. Bà ngồi mà ông chưa xuống ăn là không ăn. Mà cho dù là bới tô nha, có những lúc mà không có ăn mâm được phải ăn vội á, hai vợ chồng bới hai tô cơm anh cũng đợi vợ anh cùng ăn, anh mới ăn. Đó vậy đó. Thế rồi vậy là chồng con không có cái tật xấu gì hết trơn á, rồi sao ta? Thì con có mong muốn chồng con thay đổi gì không? Dạ con thì con mong chồng con kiểu như suy nghĩ nhiều hơn một tí xíu thôi, hơi vô tư á cô. Vô tư. Tức là bớt vô tư vô tâm lại ha. Là phải suy nghĩ sâu sắc một chút xíu ha. Rồi bây giờ tới Đình Hải đó. Tới con đó, vợ con có những tật xấu nào? Hãy chửi con hoài. Chửi con hoài. Chửi con hoài hả? Con bị tự kỷ luôn không? Tự kỷ. Buồn quá tự kỷ luôn, bị chửi hoài. Mỗi lần cô ấy chửi con là con thấy vui hay là con cảm thấy bị tủi thân? Mệt. Mệt. Chửi hoài. Con có buồn không? Con có buồn không? Buồn thường tại chửi hoài nữa. Con quen rồi. Ví dụ như những chuyện gì mà khiến con làm mà khiến cho vợ con bực mình và chửi con? Hay làm biếng á. Vậy là hồi nãy con không kể cái tật xấu làm là biến. Tật làm biếng nha. Tật làm biếng nha. Rồi những cái tật mà làm biếng của ông đó là những cái gì? Dạ thì con á, thì con sẽ chốt đơn hàng này kia nè, thì nhiều khi ở trên chung cư cao á thì ship sẽ tới giao hàng nè, rồi lấy hàng này kia á, thì mỗi lần mà trưa nhiều khi con mệt á, cái ship tới gọi lấy điện lấy hàng á thì con kêu ảnh thì ảnh đang ngủ, con kêu á thì ảnh quạo, ảnh kêu đang ngủ mà kêu xuống lấy hàng á. Thì cứ con ngày nào con cũng tới trưa là con dạy kêu dậy đi lấy hàng thôi. Cái quạo con. Quạo con cái con chửi. Dạ con chửi, con nói phải viết phụ chứ. Lúc trưa mà chửi người ta ngủ mà đúng không? Không đi ngủ. Đúng rồi. Rồi cái tật mà hay chửi con là thật xấu rồi đó. Cô chấp nhận cái đó là thật xấu rồi đó. Con nói tiếp đi, còn cái gì nữa? Nhìn người ta nấu ăn sao? Chăm con sao? Có lãng mạn không? Có ghen không? Có lãng mạn không? Có chăm sóc con nhiều không? Cũng có, làm đoan ngon, chăm sóc con tốt.
Ok. Không có gì, không có gì khác nữa. Có ghen không? Có ghen con không? Cũng có. Ghen sao đâu, kể chuyện ghen coi. Không sao. Có coi lén Facebook không? Hay có coi những cái gì cá nhân của hồi mình trước không? Hồi trước có, mà giờ tin rồi, giờ tin rồi. À bây giờ tin con rồi đúng không? Tại vì con đâu có cái gì đâu mà để bắt gặp đúng không? Đúng rồi. Còn thật xấu gì không nè? Chỉ có làm biến thôi đúng không? Chị nghĩ gì? Ủa làm biến là bên này chứ. Không, quên lộn. Chỉ có cằn nhằn là hay nóng, chửi. Mà có qua có lại mà. Tại con làm biến nó mới chửi con mà. Vì toilet cũng chửi rồi. Hả? Vì toilet cũng chửi. Ngồi toilet lâu lắm luôn con. Cái gì? Ỉa, dạ. Chửi. Ngồi toilet. Dạ. Ừ, cũng chửi. Tại vì lâu đúng không? Ngồi toilet. Tại vì nhiều lần ấy. Nên sao đi toilet mà trời. Đi toilet lâu không? Dạ. Bao lâu không? Dạ. Mắc ỉ thì đi toilet thôi. Không phải con chồm đi toilet đâu. Đúng không? Anh có biết dùng cái từ khác được không? Không có sao cả. Kệ, dễ thương mà. Dễ thương mà. Anh thấy nó rất là bình thường. Dễ thương mà. Người ta đi nhiều lần cũng chửi người ta nữa. Mặc bộ một ngày đi mấy lần nữa? Một ngày con đi mấy lần? Chắc cũng phải ba lần. Hai ba lần. Sáng, một lần ba lâu? Sáng dậy đi ỉ. Ăn sáng xong đi, ăn sáng xong đi ế. Buổi trưa dậy xong đi ế nữa. Nên bị chửi rồi. Bị chửi rồi. Trời ơi, người ta tiêu hóa tốt. Đúng rồi. Ở trong nhà cứ đi suốt vậy thôi, con nó mất thời gian ghê luôn. Ghiền to lên. Dạ, may mà nhà có hai cái. Ủa, nhưng mà nhà ai là người chăm con nhiều? Dạ, thì ảnh cũng chăm nhiều. Dạ, từ ngày mà có em bé, con công việc con là chính á. Thì ảnh phụ rồi, nên là ảnh phụ chăm bé rồi biết tắm con này rồi thay tã cho con này, chăm sóc con, đón con rồi cũng giỏi lắm. Đó cũng là lãng mạn đó nha. Đó, phụ giờ. Ô nghe này, rồi mấy lúc mà con live stream, con bán hàng, con giới thiệu sản phẩm thì ai quay? Dạ, ảnh cũng quay, nhiều khi con để cái chân mấy ảnh, con tự quay nữa. Ôi, vậy quá được rồi, dạ. Hai vợ chồng hôn thân đi toilet nhiều. Con có thuộc bài hát mà tiếng Pháp nhiều không? Một đoạn nào đó cũng được. Có thuộc bài nào không? Thuộc bài hát nào một câu cũng được. Dạ. Hát tặng khán giả một bài đi. Bài gì ta? Tum bu la ni su. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Cái đúng rồi kìa. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Est-ce possible alors? Je ne sais pas. Je demanderai à cette personne. Là chú biết hát. Hay không? Cái nghĩa của bài của con là gì? Cái nghĩa là cái gì? Là có người ta nói yêu mình mà không biết có chắc chắn không? Đi hỏi người ta có phải thầy con? Vậy đó hả? Thực ra chồng con mắc cười lắm nha, bình thường vậy nè, nhìn nó thì sẽ giống người Pháp nhưng khi mà hát lên thì giống người Hàn Quốc. Dạ, trời ơi, ai cũng nói luôn. Hồi nãy bước lên là chú đúng tưởng không? Người Hàn Quốc. Dầm dạ. Cái đó con cởi cái này ra cái này. À Tokyo. Hồi nãy mặc cái đồ này, tôi tưởng ổng là người Nhật. Dạ. Xong bước lên tôi nhìn cái mặt thì tôi tưởng là người Hàn Quốc. Xong cuối cùng giới thiệu là người Pháp. Đó. Ở ngoài toàn là nói Hàn Quốc thôi. Rồi. Thôi bây giờ nói chung là hai bạn quá đẹp đôi với nhau rồi. Và câu chuyện về vợ chồng cũng rất là hạnh phúc với chính nhau. Chính xác, cũng chồng có gì. Chồng hỗ trợ cho vợ rất là nhiều trong công việc. Và bên cạnh đó, bởi vì cái thuộc tính của người Pháp đó là lãng mạn. Và trong cái đời sống hàng ngày, bằng cái sự chăm sóc, bằng cái sự chia sẻ, anh ấy cũng đã thể hiện được cái sự lãng mạn ở với em rồi. Dạ. Thì mong rằng là hai vợ chồng sẽ tiếp tục yêu thương nhau, dạ, hỗ trợ cho nhau và tiếp tục tận hưởng cái niềm hạnh phúc với nhau nhé. Dạ. Thực ra con biết không, Ngọc? Ngọc biết không, cái cách lãng mạn của chồng con là đúng phù hợp với cái loại người thứ hai mà con nói đó. Có nghĩa là có một loại người thì họ rất là trau chuốt, tức là giống như là họ trau chuốt bản thân họ, bóng bẩy này kia nọ, thì họ sẽ lãng mạn theo kiểu như là con tưởng tượng. Yeah. Tức là hoa nè, rồi nến, đèn cầy, rồi những cái lời mà đẹp đẽ đúng không? Là hay đẹp. Lời, nhưng mà chồng con lại vào đúng cái loại người thứ hai là thoải mái, có thể thoải mái mọi lúc mọi nơi, những cái gì mà mình thấy là mình thích là mình làm. Thì là cái cách lãng mạn của chồng con là khớp với cái cá tính đó luôn. Yeah. Thành ra là con đừng có bao giờ nghĩ là chồng con không lãng mạn với con nha. Chồng con rất là lãng mạn luôn á. Nghe chưa? Nghe chưa? Đó là nghe chưa? Thôi bây giờ nè, chú yêu cầu bây giờ tại sân khấu này con có thể nói một lời gì đó với vợ con. Và ngược lại, con cũng vậy.
dầu gì cũng là 10 năm rồi, mười mấy năm yêu nhau và lấy nhau. Thôi thì bây giờ nhân cái cơ hội này nói với nhau những gì yêu thương đi. Đúng hãy rồi. Thể hiện đi, có thể đứng lên. Đúng rồi, yêu thương nhất có thể đó con Hải. Anh muốn nói rằng anh sẽ yêu mẹ anh mãi mãi nha. Đó. Ôm nhau cái đi. Rồi. Rồi em okay. Sẽ yêu mãi mãi. Mãi mãi. Là mãi mãi thiệt đó nha. Đó. Rồi xin cảm ơn hai con. Hai chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần sau. Nha. Yeah.